Hành vi mua bán bào thai là một tội ác khi đã định đoạt số phận của những đứa trẻ ngay từ khi còn đang nằm trong bụng mẹ. Bộ Công an cũng đã từng cảnh báo rất nhiều về loại tội phạm mua bán người, mua bán trẻ em, trong đó có cả hành vi mua bán bào thai để công an các địa phương nhận diện tội phạm. Từ sự cảnh giác này, thì vừa qua, Công an huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng nhận diện hành vi của một đối tượng đã tổ chức cho các thai phụ ăn nghỉ tại địa bàn rồi đi bán bào thai. Cũng từ đây thì một đường dây tổ chức mua bán bào thai trẻ sơ sinh xuyên quốc gia đã bị phát hiện với sự tham gia của nhiều đối tượng gây phẫn nộ trong dư luận. Để vượt biên bán con, người phụ nữ bụng mang dạ chửa này phải di chuyển quãng đường gần 2.000 cây số từ Đắk Lắk ra tới các tỉnh biên giới phía Bắc. Em xin em cho thôi, em về. Mà em lần đầu em cũng sợ, em nói đi qua bị anh không biết sao rồi về. Mà em thì ở đây thì giờ mà lỡ như vậy rồi. Đi sang bên kia thì chị họ hứa là một đứa con này sinh xong là được bao nhiêu tiền? 30 triệu á? 30 triệu là mức giá mà người đàn ông tên Thi đã hứa hẹn với thai phụ nếu vụ mua bán bảo thai diễn ra chót lọt. Để cùng lúc đưa được nhiều người đi bán con, Thi đã thuê nhiều phòng ở một nhà nghỉ tại địa bàn miền núi ở huyện Quỳ Hợp, Nghệ An cho các thai phụ ăn ở. Toàn bộ chi phí đã được Thi lo. Vốn liếng duy nhất mà các thai phụ cần phải có trong cuộc hành trình chính là đứa con trong bụng của mình. Ngày 2 lần đưa cơm phục vụ cho mấy người nữa. Ngày đầu tiên thì anh thi gọi là Hà thì con hai người cháu không biết. Qua công tác nắm địa bàn, những bất thường trong hoạt động của Thi khi chăm sóc các thai phụ đã lọt vào tầm ngắm của Công an huyện Quỳ Hợp, Nghệ An. Sau 10 ngày thuê phòng, khi vừa rời nhà nghỉ, bắt xe khách ra Hà Nội để lên biên giới, thì đường dây mua bán bảo thai bị các cán bộ trinh sát bắt giữ. Người ở trong Quế đã cãi nhỉ? Quế là đâu? Một người thì ở trong miền Nam, ở trong Đắk Lắk, một người ở trong Tiền Giang, một người thì ở ngoài cái tía ở Thanh Hóa. Nhưng mà anh hòa thuận với ai? Dạ, hòa thuận em thì làm việc mối của em ở ngoài Hà Nội. Mối là nào? Dạ thì em đang nói đó ở công ty ở ngoài Hà Nội đó thì rồi. Dù trong số các thai phụ đi cùng, có người đã sắp sinh, mang bầu tới tháng thứ 7, nhưng thời điểm bị bắt giữ thì vẫn một mực khẳng định là đưa các phụ nữ này đi xuất khẩu lao động, chứ không phải là vượt biên bán con. Anh nói đi được ngoài, bầu như thế, sao đi được ngoài? Ở chúng họ vẫn đi làm bình thường anh ạ. Anh đưa ra cửa khẩu mà. Dạ, đi đến khi họ vẫn làm đến khi chính. Một đi ra được ngoài, dạ, đi được nào? Thì em cũng biết được một Á Cập hay Đài Loan, Singapore. Thế mà đi theo con đường nào? Thì kể đi theo đường du lịch hay đường nào thì nói chúng là em chỉ biết là đưa đá họ đưa tin vào ông cũng đi tức. Đưa người đi xuất khẩu lao động nhưng lại không biết đi nước nào, đi bằng con đường gì. Còn theo tài liệu điều tra của cơ quan công an thì Thi chỉ là một mắt xích trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh xuyên quốc gia, có nhiệm vụ đưa dẫn các thai phụ tại các tỉnh thành trong nước sang bên kia biên giới rồi bàn giao cho người khác. Khi giá giao dịch mà các cái đối tượng này đưa ra là nếu như mà là bào thai mà siêu âm mà là nam thì các đối tượng sẽ ra giá trước là 70 triệu khi đưa sang Trung Quốc, còn là giá bào thai nữ là 30 triệu đồng. Tính chất hành vi tôi nghĩ rằng là rất là vô đạo đức, xâm hại đến các cái cháu bé khi tư đang còn ở trong bụng của mẹ. Vì nhiều lý do khác nhau, những thai phụ này đã bị các đối tượng môi giới dụ dỗ vào đường dây mua bán bảo thai để dứt bỏ và bán đi giọt máu của mình. Tất cả rủi ro trong cuộc hành trình ấy, họ đều là người phải hứng chịu. Vì cho đến giờ, thứ họ biết duy nhất chỉ là vượt biên sang bên kia biên giới, bán đi đứa con đang mang trong bụng mình.